Dạ rồi, thì bây giờ em sẽ test cái con cắt cỏ New West 543RS cho quý anh chị cùng tham khảo ha. Công suất là 43,6cc ha. Thì con này cùng dòng họ với con Hu Thái Lan Thần Thánh của anh chị mình ha. Cùng cha, cùng mẹ, cùng ông nội luôn ha. Chỉ khác cái tên thôi. Thì nó cũng sử dụng chụp giật trợ lực nè. Chế quanh rồ hay kim nè. Bugi châm banh ha. Đó, bình xăng thì lít 2 nè. Phụ kiện thì đầy đủ như thế này. Ổ cước, lưỡi dao, dây cước, dây mang rồi ha. Bịch phụ tùng. Tum rồi cần hu luôn nha, 543RS, tay ga bóp hệ nè, ống cần 28, đầu bò 28 vuông ha, ti là ti 8 ly, một đầu 9 khía, một đầu vuông ha. Đó, thì bây giờ em sẽ test nha, chung một lò với con hu của bên chị đó, giá cực kỳ tốt luôn, 2,5 triệu bao ship ha, phụ kiện đầy đủ. Rồi, em nổ nha, bật công tắc xuống nha bên chị, này nó xuống nhưng phải lật lên giống như khác nha. Nè, bật nè, rất là nhẹ nổ nha, trợ lực rất là nhẹ luôn. Rồi, khá là ngon nha, 41 ly, 2,5 triệu, tìm đâu ra quý anh chị, liên hệ em nha. Dạ rồi, xin cảm ơn ạ.